Cô À, thấy rồi nhưng nó hơi nhỏ. location này có cần không hả? Cần không mà. Cam mà. Hai cô này cần không? Ờ, ý đây có cần không? Làm thư ký được cả nhà phát biểu ý kiến đi rồi nào lừa ra là bên đi cùng xem hết cả kia sân bay đi cắt đầy đủ này. C. Đừng có đánh lừa người ta thế, ai chơi thế bao giờ. Rồi, location đâu đây? Nhà cả nhà đọc đi để em làm thư ký cho. Chọn bực dễ. Không, em hiểu như thì em như với bạn mình nào đấy tận Sài Gòn. thì như mình nhóm một thì như chỉ cần 3 địa điểm đầu thôi chị ạ. Hà Nội, Sydney, Cam Ranh thôi chị ạ. So I will share with you our exercise, you know. Okay. We can see our how the group working. Xin đăng điểm không? 9, 6. Ảnh hưởng tới cái gì? Mày chắc cũng chỉ mi dùm là cùng. Cái này chắc là mình đánh giá là mi dùm, nhưng mà mình đánh giá mi dùm thì mình cụ thể hóa nó là có những cái tiêu chí để mình đưa ra nó là medium nhỉ? Medium gọi là lightly à? Tại vì lightly thì mình phải đánh trên 4 đúng không? Low đấy. Potential là 2 này. Khi là 3, 2 này. 4. Sao? Là 4 là đã là medium rồi đấy. Nó có 4 không anh Dương nhỉ? Hay là chỉ có 3, 2 em trong đấy cho 3 và 4. Tùy mình ạ. 2, 4, 7, 8 là thầy cũng chỉ suggest thôi, chứ mình có thể chấm 1, 3, 5, 7 gì cũng được nếu mà mình cảm thấy cái điểm đó là nó ở cái mức đó. Nhưng mà thôi, để mình anh lấy nghĩ bây giờ nếu mà không trên 2 chỉ là 3 thôi, còn 4 thì nó hơi quá, tại vì cái này nó chỉ là trong mấy năm mới có một lần mà, thì cái này nó cũng không ấy lắm đâu. Đúng không? Thì mà nếu mà thôi, là không em chưa thủng lắm là cái potential impact mà đến scale của mình, ví dụ như nó là cái gì? Ví dụ như là em nói ví dụ như em nói lúc nãy nó bị cái về cái điện shut down ạ, xong ảnh hưởng tới cái check in của passenger chẳng hạn, xong mình xử lý rất là kém chẳng hạn, thì cái hậu quả cái consequence của cái đó nó là cái gì á, theo anh nghĩ là như thế. Cột thôi của bên mình là có Sài Gòn, Paris và London đấy ạ. Chị ơi, vào cái link ở đâu, chị gửi ở đâu đấy ạ? Em gửi vào chat đấy ạ. À thế ạ? Vâng, em gửi vào chat rồi đấy. Link drive mọi người vào điền xong là cái màu thôi. Ví dụ như là natural hazard ở, ví dụ như là ở Sài Gòn thì nó đang ở mức độ nào? Độ 9 hay là 6? Em không thấy được link luôn đấy chị ạ. Không thấy được link luôn ạ.